Em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay bên em có về được vài đôi JBL JRX 112 quý vị. Đô la sở hữu một bass 30 và một chép kèn. Thì dòng này thì chuyên hát karaoke nha quý vị. Công suất là từ 250 cho đến 500W. Thì đối với dòng JBL thì chúng ta hát karaoke gia đình thì quá tuyệt vời rồi. Đó, công suất từ 250 đến 500W, nói chung là cũng khá khỏe. Đó, thừa sức để chúng ta hát karaoke gia đình. Và cái điểm nổi trội của những dòng loa JBL thì cái tiếng của nó rất là trong trẻo và sạch sẽ quý vị. Nó không có cái độ ồn. Đó, nghe nó rất là khỏe. Chúng ta nghe ngồi gần loa luôn, chúng ta nghe cái cảm giác nó không có bị mệt như những cái dòng loa khác. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết đến quý vị và các bạn. Đô la này thì nói chung là đẹp xuất sắc nha quý vị, đẹp xuất sắc. Thì từ cái nãy, những đôi nãy mà nó đẹp như thế này thì nó rất ít nha. Thường nó bung bét hết, nó ít có đẹp như vậy. Đây là model quý vị, JBL-RX 112M Made in Mexico ha. Thiết kế tại Mỹ và lắp ráp tại Mexico. Thì những dòng JBL này nó có lắp tại Mỹ, tại Mexico rất nhiều nha quý vị. Công suất 250 đến 500W, trở kháng là 8 ohm. Cái mọc JBL đây ha, hàng xịn sò nha quý vị. Đó, tay nắm rất là xịn luôn. Đó, đóng chìm chữ JBL luôn ha. Dòng JRX 100 thì cái thiết kế của nó rất là cân đối. Thì đôi này chúng ta có thể làm loa full và làm loa monitor sân khấu được hết nha quý vị. Tiếng thì miễn chê rồi, đối với dòng JBL này. Tiếng quý vị cất lên một cái là trong veo, rất là đã. Đó. Rồi, bây giờ em quay cho quý vị xem ha. Cái phần nỉ này quý vị, phần nỉ nó còn đẹp như thế này. Thật sự là về được mấy đôi này nó quá đẹp luôn quý vị. Lúc trước em cũng có về thường nhưng mà nó không được đẹp như thế này. Đó, nỉ nó liền nó đẹp như thế này quý vị. Rất là hiếm. Đó, quý vị thấy ha. Tuyệt vời quý vị, đẹp xuất sắc luôn á. Những đôi này thì anh em về chơi không phải nghỉ ha. Bên trong nội thất cũng rất là đẹp luôn. Và đương nhiên là nguyên zin, nguyên bản hết nha quý vị. Đó, hoạt động hoàn hảo hết. Đây, quý vị xem ha. Đó, cái nỉ mà nó đẹp như thế này thì quý vị đẹp như thế quý vị. Đó, những đôi này hàng tuyển chọn, đẹp xuất sắc. Và giá nó cũng là tầm giá thấp hơn thị trường luôn quý vị, nguyên zin nguyên bản và đẹp. Đó, giá tốt cho quý vị và các bạn về hát karaoke luôn ha. Đó, hát karaoke nghe nhạc, nói chung là những dòng nhạc mạnh, dòng nhạc đen, nhạc nói chung là quý vị có thể nghe được hết, nói chung là đánh đa thể loại nha quý vị. Những dòng JBL thì độ nhạy nó cao, cũng rất là dễ ghép cục đẩy. Thì ở đây em đang ghép cái cục Roland SRA 4800 nha quý vị. Công suất là 475W kênh nha. Và phía trên là một con Vanker. Vanker này nó hiển thị số, chúng ta dặn các cái nút chỉnh bass mid chép nó đều hiện thông số ở đây hết nha quý vị. Đó. Và con này chống hú cực tốt luôn nha. Mức giá rất là dễ chơi quý vị. Đó, giá tầm chỉ có 2.500.000 thôi, chúng ta sở hữu một con này là nó chống hú tới 5 cấp độ luôn ha. Đó. Thì em chỉ để mức 2 thôi, nên ngồi đây em hát là nó không hú được quý vị. Tiếng nó rất hay. Và phía dưới là con AD Max M700. Đây là dòng mid trung cấp nha quý vị, giá thị trường. Giá này mid của hãng, đây là những dòng chính hãng nha. Ngay cả con Vanker ở trên cũng là hàng chính hãng luôn nha quý vị. Quý vị lưu ý nha, hàng chính hãng bảo hành 1 năm. Hàng xịn nha quý vị, hàng xịn chính hãng nhập khẩu. Đó, AD cũng vậy. Hàng xịn chính hãng nhập khẩu, tất cả là bảo hành 1 năm. Những cái con này thì đều là công nghệ mới nhất hiện nay quý vị, cho nên là tiếng nó rất là hay. Thì để không để quý vị phải chờ đợi lâu thì em sẽ test cho quý vị một cái đoạn nhạc để test chất âm đô la. Cái thứ nhất và cái thứ hai là test cái tiếng mid để quý vị và các bạn nghe thử ha. Thank you.
sắc nó lực mà nó dồn, nó mềm nghe, nó sướng tai, chứ không phải là đánh kiểu mà đánh kiểu bịch 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 mà nó mạnh mà nó mệt cho mình nha quý vị. Nghe rất là khỏe. Đó là đặc điểm của những dòng mà loa JBL. Rồi thì bây giờ em sẽ test mic cho quý vị và các bạn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Echo rất là hay, rất là mượt quý vị, và ghép với những dòng loa JBL quý vị thấy tiếng nó rất sáng, hát nó rất dễ. Thì cả bộ như thế này quý vị, thì đô la có giá 11,8 triệu em đã có báo rồi. Và cái cục đẩy Roland SA 4800 có mức giá là 8,2 triệu em cũng đã có báo rồi. Thì Miro và Mid này thì có giá là hay gửi dưới phía dưới là nó tổng cộng là nó 7 triệu quý vị. Là cả bộ vàng này thì có mức giá là 27 triệu quý vị. 27 triệu để sở hữu một bộ vàng karaoke của Mỹ. Một đô la Mỹ JBL tiếng cực kỳ phê. Thì bộ vàng này chúng ta có thể đánh trong phòng từ 30-50 mét vuông nha. Đó, 30-50 mét vuông. Nếu mà anh em kèm sếp thì chơi được cái phòng lớn hơn luôn. Đúng vậy. Nó bị sức, em vừa giật ra nó bị sức hết một cái dây loa ha. Dây nó bị căng thẳng. Dây nó hơi ngắn ha. Rồi. Thì mọi chi tiết quý vị liên hệ với em nha, em sẽ tư vấn. Thì ngoài vàng bộ vàng này ra thì em còn nhiều bộ vàng khác để tư vấn đến quý vị và các bạn. Đó, như về phía sau loa Yamaha Bass 40 và cục đẩy Vox, hoặc là quý vị dùng cục đẩy Victor 2300 ghép với đôi JBL này vẫn được nha quý vị. Gia lo JBL này nó rất dễ đánh. Đó, cái đó thì tùy vào nhu cầu của chúng ta. Thì anh em cứ liên hệ, cứ gọi điện thoải mái nha, em sẽ tư vấn cho quý vị nhiệt tình. Thì quý vị cho thông số kích thước phòng thì em sẽ lên cái cấu hình và em sẽ gửi cái dự toán em cái báo giá để quý vị và các bạn tham khảo. Đó. Bên em thì cân chỉnh chuẩn chỉ về quý vị chỉ việc lắp vào dùng thôi. Đó, hoặc là anh em nào ở gần thì em bên đây em có thể lắp tận nhà cho quý vị và các bạn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng. Em xin chân thành cảm ơn. Bộ karaoke rất đẹp nha quý vị. Toàn màu đen hết luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn.